Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt TV Network. Sau đây là phần bình luận với tựa đề Việt Nam 2017. Bài viết do người buôn gió biên soạn quang chương trình bày. Kính thưa quý vị, chế độ Cộng sản Việt Nam bước vào một năm mới với đầy những mối lo toan nặng trĩu. Mặc dù ban tuyên giáo của chế độ cố gắng chỉ đạo báo chí tô vẽ những thành tựu mù mờ của năm 2016 để lấy sự lạc quan để bước vào năm 2017. Nhưng mối lo lắng đè nặng lên một chế độ eo uột là điều khó có thể che đậy được. Đầu tiên, phải kể đến món nợ công của chính phủ được công bố chính thức là 110 tỷ Mỹ Kim. Nếu tính cả những doanh nghiệp, tập đoàn của nhà nước nợ nước ngoài được chính phủ bảo lãnh, thì con số tổng này phải lên đến 200 tỷ Mỹ Kim. Nhiều khoản trả lãi trong con số 200 tỷ Mỹ Kim này lên tới 7,5% một năm. Có khoản được ưu đãi chỉ có 0,8% một năm. Và tính nước chừng thôi thì mỗi năm Việt Nam trả lãi sấp xỉ là 10 tỷ Mỹ Kim. Theo thống kê đến tháng 10 của năm 2016, Việt Nam thu ngân sách được là 718 tỷ đồng Việt Nam, bằng 71% dự đoán. Và nếu đầy đủ trong năm 2016 thì chính phủ Việt Nam thu về là 1 triệu tỷ đồng. Điều đáng nói là trong phần ngân sách thu về này còn bao gồm cả tiền bán cổ phần những doanh nghiệp, tập đoàn của nhà nước và những khoản tiền tăng thuế, phí và các mặt hàng thiết yếu. Như vậy, đây là nguồn thu ngân sách yếu, không phải là nguồn thu ngân sách mạnh và đầy bất ổn nếu như là không còn doanh nghiệp để bán, hoặc là bán không ai mua, hay là việc người dân hạn chế chi tiêu do vật giá đắt đỏ. Nếu phải chi trả cỡ 10 tỷ Mỹ Kim một năm trả lãi, tức là khoảng 230.000 tỷ đồng Việt Nam, thì chỉ còn vài tháng nữa tới giữa năm 2017, thì Ngân hàng Quốc tế sẽ chấm dứt cho Việt Nam vay ưu đãi với hối thúc Việt Nam phải trả nợ như là giao ước cả gốc và lãi cho một số khoản nợ đến hạn. Sau đó thì Ngân hàng Thế giới sẽ xem xét khả năng cho Việt Nam vay tiếp theo lãi suất thị trường mà thời hạn trả nợ giảm gấp đôi và lãi suất thì lại tăng gấp ba. Tuy nhiên, chính phủ của Việt Nam chưa gặp phải khó khăn nhiều. Nguồn thu trong nhân dân còn khá lớn. Trung bình một ngày, Việt Nam tiêu thụ hết là 37,5 triệu lít xăng dầu. Mỗi lít xăng cộng 8.000 tiền thuế phí, bỏ qua số dầu và tính tròn số xăng là 20 triệu lít nhân với lại 8.000 đồng Việt Nam, thì mỗi ngày chính phủ của Việt Nam thu về là 160 tỷ đồng Việt Nam. Một năm, chính phủ Việt Nam thu về ngót 200.000 tỷ đồng Việt Nam, có thể tạm đủ để trả lãi 10 tỷ Mỹ Kim kia. Vừa xong, do giá đô la tăng trên thị trường của Việt Nam, chính phủ đã cấp tốc điều chỉnh giá xăng tăng thêm để bù vào khoản hụt chênh lệch tỷ giá mà bất chấp giá xăng dầu trên thế giới ra sao. Như thế, thì dù giá xăng dầu thế giới có tăng giảm đến đâu, thì chính phủ của Việt Nam luôn điều chỉnh giá sao cho nguồn thu lợi về, không dao động với con số trả lãi nợ công. Điều may mắn cho chính phủ Việt Nam là người dân của Việt Nam không ý thức được 200.000 tỷ một năm mà nhà nước móc từ túi của họ đi đâu. Thật đau lòng, con số đó chỉ đủ để làm tạm tạm trả lãi mà những chính phủ các tập đoàn của nhà nước đã đi vay. Và bi đát hơn là một phần lớn số tiền đi vay đó đã tan thành mây khói do thua lỗ, thất thoát bởi tham nhũng và điều hành yếu kém. Điều đó có nghĩa khoản trả lãi kia không có cơ hội được cải thiện mà chỉ có trầm trọng từ đó trở lên mà thôi. 4/5 số tiền ngân sách còn lại chi cho xã hội, quốc phòng, an ninh, hành chính, bao gồm cả chi phí cho mọi hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam. Không cần phải là một nhà kinh tế, chỉ cần bạn chú ý đến những con số thống kê và có thể sắp xếp chúng lại để so sánh, thì bạn sẽ thấy vì sao y tế, giáo dục, an sinh xã hội ở Việt Nam không phát triển được và rất tệ hại. Với những khó khăn như thế, củng cố vững chắc một chế độ độc tài là thích hợp để vơ vét tài nguyên, đánh đổi môi trường, chủ quyền để lấy những khoản tiền bù đắp cho những thiếu hụt. Bước vào năm 2017, thì Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn Phú Trọng thống lĩnh tập trung chú trọng vào việc củng cố thể chế độc tài, huy động quân đội và công an vào cuộc với tinh thần sắc máu để trấn áp người dân và các luồng ý kiến bất mãn trước cảnh thuế phí tăng cao, môi trường và chủ quyền bị đánh đổi rẻ mạt, tình trạng cưỡng đoạt tài nguyên đất đai gia tăng. Hai, trong những yếu tố Đảng Cộng sản Việt Nam thấy nguy hại cho chế độ khi mà đẩy mạnh gọng kìm vơ vét là phản ứng của người dân mất đất, người dân bị ảnh hưởng môi trường và luồng ý kiến bất mãn trong đảng về đường lối. Vấn nạn tham nhũng và phong trào dân chủ mà Đảng Cộng sản Việt Nam hằng rêu rao là mối nguy hại cho chế độ, không phải là mối lo chính của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thực ra, đó chỉ là trò đánh lạc hướng dư luận với mục đích che đậy việc tăng cường cảnh giác và sẵn sàng trấn áp cao với hai yếu tố quan trọng là biểu tình đất đai môi trường từ phía người dân và ý kiến ngầm phản đối trong đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã lý luận hai hiện tượng này thành khái niệm gọi là những diễn biến xấu về an ninh trật tự do thế lực thù địch xúi dục và diễn biến chệch hướng tư tưởng trong đảng. Trong trường hợp Đảng Cộng sản Việt Nam lo sợ nhất là bất bình về đất đai, môi trường của người dân để tạo thành một phong trào phản đối Đảng Cộng sản kéo dài sẽ tiềm ẩn nguy cơ kết nối với lại những thành phần trong nội bộ của Đảng Cộng sản dẫn đến sự tan rã bất ngờ đối với lại chế độ. Và nhất là với sự cộng hưởng từ thông tin trên mạng do những nhà đấu tranh dân chủ tác động, bổ sung khiến dư luận quốc tế quan tâm sâu sát và trợ giúp. Năm 2017 sẽ là một năm khó khăn nhất với chế độ Cộng sản trong vòng 20 năm trở lại đây. Chế độ Cộng sản Việt Nam phải tích cực vơ vét tiền để chi trả cho sự tồn tại của mình. Mặt khác, phải siết chặt kiểm soát mọi khả năng có thể làm lung lay sự tồn vong của chế độ. Chiến lược đu dây trong quan hệ Hoa Kỳ-Trung Cộng đã mất tác dụng bởi tân Tổng thống Hoa Kỳ, có vẻ không giống như là Tổng thống cũ trong những năm qua. Và với những tình hình dự liệu trên, tìm kiếm một sự trợ giúp chống lưng cho chế độ Cộng sản Việt Nam từ phía Trung Cộng là việc hiển nhiên sẽ đến. Khái niệm quan hệ vừa hợp tác vừa đấu tranh của Việt Nam với Trung Cộng tồn tại những năm trước kia, nay trong năm 2017 sẽ mất đi từ đấu tranh. Chỉ còn sự hợp tác toàn diện, tức là sự lệ thuộc mọi mặt. Các nhà lãnh đạo Cộng sản thuộc phe bảo thủ đã nhận thức sớm điều này và triển khai ngay khi nguồn máy lãnh đạo mới sau Đại hội 12 đi vào hoạt động. Và không phải bỗng nhiên mà liên tiếp trong vòng vài tháng, các ủy viên Bộ Chính trị cao cấp như là Đinh Thế Huynh, Nguyễn Xuân Phúc, Ngô Xuân Lịch, Phạm Minh Chính và sắp tới sẽ là Nguyễn Phú Trọng sang Trung Cộng làm việc. Thì đây là những nhân vật trụ cột của chế độ này. Chỉ cần 5 nhân vật này trong ban Bộ Chính trị, Cộng sản Việt Nam kiên định đường lối theo Trung Cộng sẽ không có thế lực nào trong nội bộ Cộng sản của Việt Nam dám bày tỏ đường lối khác biệt. Khi mà thành công một lần nữa gắn chặt tinh thần với Trung Cộng, vào khoảng giữa năm 2017, thì Đảng Cộng sản Việt Nam lại thò đuôi ngoe ngoẩy thăm dò phản ứng quan hệ với lại chính phủ mới của Hoa Kỳ. Một kịch bản cũ lặp lại là thả một vài tù nhân lương tâm vốn đang đầy ắp trong kho, cùng với lại nới cho một số công ty Hoa Kỳ điều kiện kinh doanh ở Việt Nam. Những trò lương lẹo của Cộng sản này thành công, chế độ Cộng sản sẽ tồn tại đến hết nhiệm kỳ này và thêm tiếp một nhiệm kỳ sau nữa. Và những món nợ công, tiền lãi không hề suy giảm, theo thời gian mỗi ngày một nặng hơn, thì tất nhiên 90 triệu người dân Việt Nam sẽ là những người gánh chịu. Những tia sáng thay đổi có thể xuất hiện vào khoảng từ giữa năm 2017 đến giữa năm 2018 và nó có thể đến từ những chính sách trừng phạt của Hoa Kỳ với những nước hà khắc về nhân quyền, dẫn đến quyền lợi của gia đình các quan chức Cộng sản Việt Nam bị thiệt hại khiến cho họ có những đòi hỏi thay đổi về đường lối chung. Tuy nhiên, khả năng này không lớn là mấy, bởi quan chức Cộng sản Việt Nam cũng như người dân Việt Nam sẽ tìm cách thích nghi hoặc đối phó. Một sự xuống sức dần dần, mòn mỏi, từ từ, theo thời gian ngấm vào thể trạng của đất nước Việt Nam là điều đang diễn ra và sẽ diễn ra tiếp tục. Và điều này thật đáng tiếc là phản ánh đúng hiện thực hơn. Thưa quý vị, vừa rồi là phần bình luận với tựa đề Việt Nam năm 2017. Bài viết do Người Buôn Gió biên soạn, Quang Trương trình bày. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào phần bình luận lần tới. Xin kính chào.